Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 19 năm ngày doanh nhân Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng danh hiệu sản phẩm dịch vụ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 cho 100 sản phẩm và dịch vụ của 74 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại đại lý thuế Thanh Hạnh TATS là dịch vụ đại lý thuế duy nhất trong danh sách được vinh dự bình chọn là doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2023. Đây là động lực to lớn để cộng đồng doanh nghiệp nói chung và Thanh Hạnh nói riêng tiếp tục đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn đồng hành cùng thành phố phát triển bền vững. Với đội ngũ nhân sự phát triển hơn 25 người, làm việc toàn thời gian, thực hiện hơn 4.000 dự án, phục vụ hơn 2.000 khách hàng. Đặc biệt, TATS đã nhanh chóng áp dụng chuyển đổi số trong quản lý nội bộ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho khách hàng thông qua nền tảng MISA ASB, MISA AMIS, Microsoft Office 365. Hoạt động trong hội tư vấn và đại lý thuế thì chúng tôi nhận thấy là đại lý thuế Thanh Hạnh là một trong những đơn vị mà luôn luôn tiên phong đi đầu để ứng dụng các cái công nghệ chuyển đổi số để phục vụ cho cái hoạt động của doanh nghiệp cũng như là hỗ trợ cho khách hàng. Trên hành trình 18 năm xây dựng và phát triển, TATS luôn bảo vệ tối đa lợi ích cho khách hàng bằng những giải pháp chuyên nghiệp, luôn đồng hành cùng cơ quan thuế để tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng với tầm nhìn tạo ra một thế giới thịnh vượng thông qua việc cung cấp các giải pháp tối ưu về kế toán, thuế. Vì mục tiêu của TATS là lấy khách hàng làm trung tâm, đáp ứng được cái nhu cầu, những cái mong mỏi mà khách hàng mong muốn. Và hướng tới thì đại lý thuế TATS là mong muốn là mình có thể là phục vụ thêm một cái đối tượng khách hàng mới là khách hàng FDI. Việc được công nhận là một sản phẩm dịch vụ Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu lần này, một điều tự hào của TATS không chỉ khẳng định uy tín, những đóng góp tích cực của TATS vào sự phát triển kinh tế của thành phố, mà còn khẳng định độ tin cậy về các dịch vụ TATS mang lại cho khách hàng trong suốt thời gian qua.